Rồi, xin chào tất cả các anh chị đã quay trở lại với clip của Minh Baker. Đó, tại vì bữa giờ nói anh em mà clip mình nữ mua cũng nhiều, nữ đặt cọc xe bên mình cũng nhiều, nên gọi anh chị ha, thay đổi ha. Thì như anh em biết là hiện tại đang có cái thông tư mới 15 tháng 8, nghị định là định danh, rồi thay đổi biển số xe, có một số thay đổi của các cơ quan nhà nước. Đó, thì nó sẽ làm cho cái thị trường xe mình nó ảm đạm hơn. Tại nó đang là hiện tại nó đang giữa giao thoa giữa cái mới và cái cũ, nó sẽ có cái nhiều cái vô lý bất hợp lý, tại vì ở trên đưa xuống thì ở dưới người ta cũng chưa có hiểu được, cho nên người ta hay đòi những cái bất hợp lý anh em. Thì trong cái thời gian này nếu anh em muốn sang tên thì bên mình vẫn hỗ trợ được cho anh em, nhưng mà nó sẽ hơi lâu nha anh em. Thì anh em cũng biết rồi, ở đâu cũng vậy. Còn Nguyên khi anh em trong thời gian này thì mình ký ủy quyền, hoặc là mình làm cái gì đó mình đi trước, mình ký quyền mình đi trước đi, rồi thời gian sau khoảng ổn khoảng 2-3 tháng sau rồi mình sang tên vẫn bình thường. Nhưng mà bây giờ có một số anh em muốn sang tên mình vẫn làm ok nè anh em. Đây quay như em 500R, em 650 nè, em 650 nè, đang rút ở Đồng Nai nè anh em. 650 đang rút Đồng Nai về Sài Gòn. Em này là từ Bắc về Biên Hòa thì vẫn làm được nha anh em. Với cái mối quan hệ của mình bao nhiêu năm nay và quan hệ với lại các cán bộ thì mình vẫn luồn lách làm cho anh em được, nhưng mà sẽ hơi lâu, anh em phải chịu khó chờ chút xíu. Tại vì bây giờ cái thông tư nó đang lộn xộn á anh em, nó đang lộn xộn cho nên nó không có nhanh được đâu, không thể nào nhanh được. Nhưng mà anh em thấy không, mỗi khi luật ra lại khiến người dân của chúng ta điêu đứng và mệt. Giống như lúc trước á, mình đi rút hồ sơ á, tâm sự với anh em, mình đi rút hồ sơ là có những bộ cán bộ cho mình á, sáng rút chiều có luôn, có những bộ 3 ngày, có những bộ cao lắm 1 tuần. Tự nhiên lần cái đổi luật cái 1 tuần, 2 tuần, 3 tuần, giờ 1 tháng, có những bộ tháng mấy luôn, có những bộ 2 tháng luôn. Có nghĩa người ta vẫn đưa giấy hạn cho mình nha anh em, nhưng mà lên đó người ta hạn tiếp do cái luật thay đổi. Cái này anh em thấy giống như là đang đi xuống này chứ không phải đi lên, theo mình đánh giá vậy á. Tại hồi xưa rút quá dễ đó, giống như là hiện tại là đang đi xuống này đó, rồi rút bộ hồ sơ cực kỳ lâu đó. Mà bây giờ anh em đi sang tên cũng lâu nữa anh em. Mua xe mới á, mua xe mới nó cũng lâu, nó bây giờ dính vô định danh định đồ á, lâu. Đây em này là ở Tây Ninh rút về Vĩnh Long, MT15. Còn MR15 Sài Gòn, rút về Sài Gòn. Thì bây giờ mà ở Sài Gòn á, anh em sang tên là vẫn đổi biển số nha anh em, vẫn thu hồi biển số bình thường. Sài Gòn trung tỉnh á đó. Đó, và có cái những điều rất là vô lý nè anh em. Mình đi làm nhiều rồi, mình cũng biết chia sẻ cho anh em để anh em rút kinh nghiệm. Khi mà mình rút hồ sơ á, là hồ sơ khi mà anh em đi mua cái xe mới thì các cán bộ sẽ giữ lại hết các giấy xuất xưởng, giấy kiểm định. Cái đó là gọi là xe mới người ta nộp vô công an và công an giữ mấy giấy đó. Mình đâu có giữ, người dân mình hồi xưa giờ mua chiếc xe làm gì biết giấy xuất xưởng, giấy kiểm định, đúng không anh em? Hầu như là không có, tại cái giấy đó xe mới nộp vô công an. Mà khi xe mới nộp vô công an thì công an mới cho ra cái cà vẹt cho anh em chạy. Rồi giờ khi mua xe cũ xong rồi qua cái công an đăng ký, ở công an đòi tiếp giấy đó ở đâu ra, trong khi là mấy cán bộ giữ. Mình cũng có đọc cái này, mình cũng cho mong là có ai đó hiểu là tại sao tự nhiên đòi tiếp người dân cái giấy này, khi trong khi giấy đó là giao thông giữ. Giống như mình đang giữ chiếc xe rồi người khác qua đòi thêm chiếc xe nữa, ở đâu có, vô lý đâu anh em. Cái giấy xuất xưởng đó, mình đi rút hồ sơ đó, cái giấy xuất xưởng là cán bộ trước, là lúc xe mới là cán bộ giữ, công an giữ, rồi sau này cán bộ đòi ra tên, rồi cán bộ đòi đưa giấy xuất xưởng nữa, vô lý. Trong khi mấy anh đã giữ rồi, mấy anh đòi nữa là ở đâu, dân người ta có mới đưa cho mấy anh. Mấy anh đúng vô lý không, đó mình phải coi lại. Tại vì giữa giao thoa với cái cũ cái mới nó còn nhiều vấn đề bất cập, nhưng mà mình vẫn xin được. Với cái mối quan hệ của mình thì mình xin bản photo rồi mình đi sao y thôi, rồi mình nộp thôi, đúng yêu cầu thôi. Nhưng mà cái này quá vô lý, nó khiến cho người dân chúng ta hành tốn đi thời gian làm. Nếu như tiết kiệm được thời gian cho dân thì người ta có thời gian người ta mới làm ra tiền. Còn cái này là hành quá, hành rất là mệt. Nhưng mà yên tâm, khi tất cả anh em mà mua xe bên mình thì bên mình lo được hết cho anh em, nên anh em khỏi cần
suy nghĩ. Nhưng mà thời gian này Minh nó sẽ hơi cực xíu. Thực sự thời gian này Minh cực, rất là cực. Chạy tới chạy lui nè, chạy lên bưu điện rồi chạy xuống rồi chạy qua chạy lại rồi alo người này alo người kia. Thời gian này thì quần á. Nhưng mà khi mà anh em trong thời gian này mà Minh làm được một chiếc xe nào cho anh em thì Minh rất là vui. Rất là vui rồi, rất là hãnh diện. Thì trong clip này thì Minh cũng nói lời xin lỗi với anh em là hồ sơ nó hơi chậm. Nó hơi lâu. Thì xin lỗi tới tất cả các anh em mua xe thì nó chậm gì đó. Một phần thì cũng không phải do Minh là không có làm chậm cho anh em. Thiệt sự là anh em mua xe nào mà anh em muốn làm hồ sơ là Minh làm nhanh lúc là có nhiều anh em đi với Minh biết. Vừa xong là Minh đi gửi liền, vừa ký xong là Minh đi gửi liền chứ không để chậm trễ. Nhưng mà bởi vì do hiện tại là do giao thoa giữa cái cũ với cái mới cho nên mình nộp hơi lâu và ở cán bộ hạn mình cũng hơi lâu đó, cho nên anh em thông cảm. Và nếu mà cán bộ nào có xem cái clip của mình á thì cán bộ cũng biết là do cái cán bộ làm nó hơi lâu, với lại một phần nữa là do bây giờ người ta cứ sốn sang á là phải đi sang tên anh em. Nhưng mà không, thực chất là không cần anh em. Hiện tại là ủy quyền xe vẫn là bình thường anh em. Có nghĩa là ở công an người ta vẫn cho anh em, ví dụ anh em chưa muốn sang tên thì anh em vẫn đi ủy quyền bình thường. Và bây giờ cái hợp đồng ủy quyền nó sẽ thêm cái số khung số máy để lỡ mà có cái vấn đề nào mà giữa tranh chấp hoặc là phạt gì đó thì người ta sẽ bắt cái người ủy quyền, người ta không bắt người chủ cũ đó. Hiện tại ủy quyền vẫn bình thường thì anh em từ từ rồi đi sang tên, tại vì đổ xô hết, ví dụ 10 người có xe, 10 người đi sang hết là bây giờ cái cổng thông tin á, cái app của bên công an nó đang bị ứ động nhiều quá, nó đang bị ứ động lại. Thì mình để nới lỏng ra 4 tháng 5 tháng rồi mình làm, 2 3 tháng rồi mình làm. Giống như hồi đợt là cái căn cước công dân thì các cơ quan chức năng người ta vẫn nói là những cái chứng minh nào mà còn sử dụng, còn niên hạn thì mình vẫn sử dụng bình thường. Nhưng mà người dân người ta không biết, người ta tưởng đồn ngày đồn kia người ta phải đi đổi hết. Anh em thấy không, có người ngồi tới 1-2 giờ đêm rồi lỗi liếc tùm lum tà la, lỗi tên, lỗi đồ trong thời gian đó, tại vì cán bộ làm quá đông thì người ta làm không hết, lỗi rồi chờ đợi. Nhưng mà anh em giảng như Minh là Minh giảng ra sao thời gian sao, Minh là sao một năm là Minh mới làm căn cước luôn, rồi làm đơn giản, nó ít người làm dễ đó. Thì đây là một cái clip chia sẻ cho anh em hiểu và cũng thật thành xin lỗi anh em, chân thành xin lỗi anh em vì hồ sơ dạo này hơi chậm đó. Mình cũng không muốn điều này xảy ra. Khi mà mình muốn bán một chiếc xe là lúc nào mình cũng muốn là nhanh nhẹn cho anh em, để nhanh để làm gì, nhanh thì để tiền trao cháo múc cho nó dễ, cho nó gọn. Nhưng mà tại vì dạo này các cơ quan chức năng làm hơi chậm quá thì anh em thông cảm. Nhưng mà cỡ mình vẫn làm được anh em. Giống như đòi bây giờ đòi giấy xuất xưởng, hồi nãy mình thông báo là đòi cái giấy xuất xưởng nhưng mà mình vẫn xin được thì mình nhờ mối quan hệ của mình đi photo rồi mình sao y nộp cho cán bộ thôi, mà không có bản chính nha anh em nha. Mà ok, cán bộ thì mình phải phân tích cho cán bộ biết, bây giờ cán bộ đã giữ cái bộ bản chính rồi, bây giờ cán bộ đòi em cái bản chính nữa ở đâu mà ra, đúng không? Đó, cái đó thật sự vô lý. Nhưng mà mình sẽ làm được cho anh em mới hợp lý đó. Bữa giờ mình làm được, hiện tại mình đang làm được một con An Giang cho anh em rồi nè. An Giang là khó nhất mà mình đã làm được cho anh em rồi. Rồi ok ha, vậy chỉ là một cái clip để nói với anh em, để cho anh em hiểu trong cái thời gian này nó như thế nào đó. Rồi cảm ơn anh em nhiều đó. Ở đây nè, 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc, 4 chiếc, hiện tại là 4 chiếc đang làm cho anh em luôn. Còn có những chiếc là mấy anh em đem về, còn có những chiếc anh em để lại, anh em tin tưởng anh em để lại, anh em trả tiền anh em để lại rồi để đây giao cho mình làm luôn đó. Thì nhờ cái sự uy tín thôi, anh em tin tưởng anh em mới để lại thôi. Còn nhiều anh em thì người ta thích, người ta đem về để người ta ngắm đó, rồi chờ thời gian rút hồ sơ xong rồi người ta đi bắm biển mới là xong. Ok anh em ha, chúc anh em một ngày thiệt là nhiều sức khỏe.